xin thay mặt cho công ty tôi xin đôi lời với lại các anh chị đúng không ạ, các cao cái đại biểu của mặt tại buổi chiều hôm nay thì ta tôi cũng rất là cảm ơn các anh chị bên trung tâm phòng của Thế Đàn đã tổ chức một cái buổi hội nghị rất là trịnh trọng như ngày hôm nay. Thành phần có mặt trong buổi hội nghị hôm nay thì xin giới thiệu với lại quý vị đại biểu về phía bên huyện thì có thầy Trương Hùng Cường là giám đốc của trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Mỹ Đàn, và thầy Cao Xuân Bắc hiệu trưởng trường trung cấp y khoa miền Trung cũng có mặt trong cái buổi hội nghị hôm nay của chúng ta. Kính thưa quý vị đại biểu, thì hôm nay tôi cũng xin giới thiệu sơ qua về cái thành phần có mặt của bên công ty chúng tôi, là gồm có ông Nguyễn Văn Đạt là giám đốc của công ty du học Kiểu Tư, và cũng có mặt trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay của chúng ta. Ông Nguyễn Văn Đạt. Và cũng rất là vinh dự trong cái buổi hội nghị này chúng ta hôm nay thì có hai thầy giáo của trường Kinh Quốc Đài Loan cũng về dự hội thảo du học của chúng ta, đó là thầy Trang Lão Sư và thầy Trang Lão Sư. Thành phần có mặt hôm nay của chúng ta thì có thêm là các quý vị đại biểu, các vị đại biểu của bên các xã trong huyện Mỹ Đàn, cùng quý vị phụ huynh học sinh, cùng các em học sinh trong trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện Mỹ Đàn cũng có mặt ngày hôm nay. Để trước hết thì cho phép tôi được thay mặt anh em cán bộ nhân viên của công ty Cùng Tư, thứ nhất là cảm ơn quý vị đã có mặt ngày hôm nay có chút thời gian để nghe chúng tôi giới thiệu về chương trình du học về Đài Loan của công ty chúng tôi. Thế thì trước hết thì mời quý vị, tôi xin giới thiệu là chúng tôi tên là Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Kiểu Tư, liên kết với bên chỗ trung tâm văn phòng của anh Nguyễn Bá Phương. Thế thì tôi xin giới thiệu một chút về công ty du học Kiểu Tư của chúng tôi, thì được thành lập vào tháng 7 năm 2017. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là chuyên tư vấn về du học, và đối tác chính của công ty chúng tôi là các trường đại học và các trường trung học của Đài Loan. Và hiện nay thì công ty du học Kiểu Tư chúng tôi đã thành lập được 5 chi nhánh khắp 3 miền Bắc Trung Nam. Trong đó có trung tâm ở văn phòng ở Việt Trì, văn phòng ở Vinh, tức là thuộc Nghệ An của chúng ta, và văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Cần Thơ và văn phòng Bạc Liêu. Thì trong đó văn phòng Mỹ Đàn chúng ta là một trong những văn phòng trực thuộc của chi nhánh văn phòng Mỹ Đàn, văn phòng Vinh, Nghệ An. Về
văn phòng ở ngoài nước thì chúng tôi có hiện tại có văn phòng đại diện tại Đài Loan. Về số lượng tuyển dụng hàng năm của chúng tôi qua hàng năm thì phát triển theo từng năm. Năm vừa rồi thì chúng tôi cũng đã có khoảng độ gần 400 học sinh đã được chúng tôi đào tạo và hướng nghiệp để sang các trường bên Đài Loan du học. Về hệ thống cán bộ bên công ty du học Quỳnh Tư chúng tôi thì có đại diện ở bên Đài Loan thì có ông Tiết Anh Lâm là chủ tịch hội đồng quản trị công ty thương mại quốc tế Quỳnh Tư tại Đài Loan, và ông này là có quốc tịch Đài Loan. Người thứ hai là bà Văn Hồng Thi là tổng giám đốc điều hành. Bà là người Việt Nam nhưng mà đang công tác tại Đài Loan và đã phụ trách ở bên nước ngoài là tổng giám đốc điều hành. Về bộ máy hành chính của chúng tôi thì ông Nguyễn Văn Đạt là giám đốc tại Việt Nam và trụ sở của chúng tôi là 137 Tân Xuân, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Và phó giám đốc kinh doanh là anh ông Nguyễn Nam Hào Phương. Phó giám đốc điều hành thì là bà Lê Thị Hồng Hạnh. Và các bộ phận khác gồm có các bộ phận như phòng tuyển sinh, phòng marketing, phòng hợp tác quốc tế và phòng tài vụ, phòng kế toán trưởng. Về đội ngũ nhân viên, các phòng ban của chúng tôi thì gồm có cả phòng hành chính, phòng hợp tác quốc tế, phòng marketing, phòng kế toán và đội ngũ giáo viên. Hiện tại là chúng tôi đội ngũ giáo viên thì cũng khá đông đảo như các quý vị đã nhìn thấy ở trên màn hình. Thế thì trước hết thì tại sao mà chúng tôi lại đến đây thì là một cái lý do mà chúng tôi cũng rất là mong muốn được giới thiệu với các anh chị và các em học sinh về đất nước Đài Loan và tại sao chúng ta nên đi Đài Loan để học tập. Thì Đài Loan nó là một đất nước rất là hiện đại, phát triển và có một cái nền giáo dục rất là tiên tiến. Những anh chị nào mà đã được có người nhà đã được từng đi làm việc ở Đài Loan ấy, thì chắc là các anh chị đã được nghe về cái sự phát triển cũng như là cái hệ thống giáo dục của Đài Loan. Và Đài Loan thì đặc biệt nó là một đất nước rất là dân chủ và rất văn minh. Con người ở Đài Loan thì người ta rất là cái dân trí người ta rất là cao. Có thể hiện như chúng ta đã từng được nghe, ví dụ như khi mà đi sang Đài Loan, các anh chị mà có người nhà đi sang Đài Loan, chúng ta biết là cái dân trí họ rất là cao. Nó thể hiện bằng cái gì? Chúng ta đi mua bán hay mua sắm gì người ta đều xếp hàng, rồi người ta rất tuân thủ các cái luật giao thông. Tuy rằng là đất nước người ta đông như thế và xe đạp và xe máy cũng như là Việt Nam mình thôi, nhưng mà người ta đi rất là trật tự. Điều đó là dân trí rất cao. Về thời tiết của Đài Loan thì cũng tương đương như là cái thời tiết Việt Nam này, cái nhiệt độ trung bình chỉ còn tầm độ 25-26 độ thôi. Về cái lần ẩm thực của Đài Loan thì rất phong phú. Nếu mà anh chị nào mà có người nhà thì người ta sống ở Đài Loan thì thường là người ta giới thiệu về các cái chợ đêm, đúng không? Ví dụ như chợ Sư Lý của Đài Bắc là có một cái hệ thống chợ đêm, tức là các quận huyện đều có nhưng mà nổi tiếng ở Sư Lý. Về dịch vụ của Đài Loan ấy thì phải nói là
cũng là nhất nhì trong cái khu vực, đặc biệt là về vấn đề y tế, vấn đề giao thông. Thì các anh chị nào mà có người nhà bên đó thì chúng ta đã được nghe, và bản thân tôi cũng đã từng ở bên Đài Loan, cho nên là tôi cũng biết là cái dịch vụ quá rất là tốt về giao thông này, đi lại rất là thuận tiện từ Nam chí Bắc, có hệ thống đường sắt, đường cao tốc, rồi các cái đường mình gọi là metro ấy, trong nội thành của Đài Bắc hoặc là Cao Hùng hoặc là Đài Trung. Đài Trung thì bây giờ bắt đầu mới có, thì rất là phát triển, đi lại rất là thuận tiện. Về y tế thì phải nói đặc biệt là về y tế thì Đài Loan thì không thể chê được, bởi vì khi mà chỉ có một cái thẻ thôi là chúng ta có thể đi đâu, chúng ta có thể khám được cái bằng cái thẻ đó. Ví dụ chúng ta vào một cái phòng khám nào ở một cái xã, một cái phường nào đó là chúng ta đều được cái dịch vụ y tế cung cấp rất là tuyệt vời. Và tôi cũng đã từng ở bên đó, cho nên tôi cũng đi khám rất là thuận tiện anh chị ạ. Đấy, cho nên là không phải là mình cứ vào các bệnh viện lớn mà mình có thể khám được. Mình có thể vào những phòng khám nhỏ, người ta vẫn rất là nhiệt tình, máy móc rất là hiện đại. Giờ mình nói một chút về cái ngành kinh tế của Đài Loan thì thưa với các anh chị là hiện nay Đài Loan là một cái đất nước chuyên về công nghiệp, đặc biệt là công nghệ chip và điện tử, và người ta đặc biệt là thiếu các cái nhân lực về cái ngành nghề này. Đấy. Thế thì về cái lao động thì đương nhiên là thiếu rồi, bởi vì là từ trước đến nay người ta vẫn nhập lao động rất nhiều của người Việt Nam và một số các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam mình là nhiều nhất so với các nước ví dụ như Indo hoặc là Thái Lan hoặc là Philippines, thì cái lượng lao động của Việt Nam ở bên Đài Loan rất là nhiều. Và hiện tại là cái dân số của Đài Loan thì hiện tại nó sẽ giảm sút, cho nên là cái tình trạng thiếu lao động về lao động chân tay hoặc là lao động trí thức rất là thiếu, cho nên đây là một trong những cơ hội để cho các anh chị, các em là học sinh sinh viên chúng ta có cái cơ hội để phát triển tại đất nước bạn. Và tôi hy vọng rằng là qua cái buổi hội nghị hôm nay thì chúng ta sẽ có được thêm được những cái hiểu biết về Đài Loan. Về cái nền giáo dục thì Đài Loan là một trong những đất nước phát triển nhất trong khu vực và châu Á, đứng thứ 7 trên thế giới và đứng thứ 4 tại châu Á. Cái điều này nó thể hiện là Đài Loan hiện tại là có khoảng gần 200 trường đại học và trung học chuyên nghiệp, và có những cái ưu đãi rất là tích cực từ chính phủ với cái chi phí thấp cho các cái học sinh, mình gọi là lưu học sinh ở nước ngoài mà đến Đài Loan học tập. Cái chương trình mà hướng Nam do chính phủ trước, tức là chính phủ trước đó ông Trần Đình Biển ấy, thì người ta chuyên về cái học đại học, tức là tuyển sinh các trường là đại học trở lên, ví dụ như là cao học hoặc là tiến sĩ. Nhưng mà sau khi bị bà Thái Anh Văn bà ấy trúng cử thì bà ấy mở rộng cái chương trình tân hướng Nam, tức là gì, mở rộng do cho các học sinh sinh viên vừa học vừa làm có hưởng lương, đối với các học sinh sinh viên vừa học làm có hưởng lương, và mở ra cái cơ hội cho các bạn học sinh, có thể là những bạn đã từng đi lao động Đài Loan về rồi mà trong cái độ tuổi và từ 18 đến 25 là đều có thể tham gia vào cái chương trình học này. Và cái hay nữa là sau khi các bạn tốt nghiệp đại học
ở Đài Loan thì chúng ta có cơ hội được có những cái thẻ xanh, tức là cái thẻ mà được làm việc ở Đài Loan vĩnh viễn sau 6 tháng. Nếu như các bạn có công an việc làm thì cái chủ người đây sẽ làm cho mình cái thẻ đó, thì cái cơ hội của các bạn có thể được làm việc lâu dài. Và đặc biệt là khi các bạn mà có ví dụ lấy chồng lấy vợ, người Việt Nam lấy nhau bên đấy và xin theo con đẻ cái, mà chúng ta cũng có thể có những chương trình được theo cái người con sinh ở bên đấy sẽ có ưu điểm về đó. Và chính sách của Đài Loan thì có nhiều các cái học bổng cho các bạn sinh viên nước ngoài. Và những cái học bổng đấy là học bổng có giá trị. Đến điều này thì tí nữa nếu như anh thầy các thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn lên. Về chính trị xã hội thì Đài Loan là một đất nước dân chủ. Các bạn đã biết là các anh chị đã biết là cái đất nước Đài Loan thì đang là đất nước tư bản, cho nên là cái về cái vấn đề nhân quyền, về cái vấn đề tự do tín ngưỡng, tự do về tôn giáo, tự do về chính trị thì người ta đề cao. Vấn đề là một quốc gia dân chủ nhất đông nam á, là xếp thứ 1 trong thế giới. Tỷ lệ dân trí cao tôi cũng vừa nói rồi. Về vị trí địa lý thì các anh chị đã biết cái vị trí địa lý của Đài Loan thì so với chúng ta là rất gần. Bằng từ đây chúng ta vào, bằng từ Hà Nội và vào trong đến Sài Gòn nè, tức là khi mà chúng ta bay khoảng tầm hơn 2 tiếng hoặc là tầm 3 tiếng là chúng ta đến Đài Loan rồi. Và đây là một cái điều rất thuận lợi khi mà các anh chị nếu mà các anh chị nào đi học ở đấy thì nó rất là thuận tiện. Về hàng không thì hàng tuần đều có những cái chuyến bay sang đó. Và cái vị trí địa lý thì nó chỉ cách nhau, nếu như chúng tôi nghiên cứu thì nó chỉ khoảng 1.500 km thôi, theo đường chuyến bay đấy. Và đây là một cái đất nước cận nhiệt đới, cho nên cái bốn mùa nó tương đối rõ rệt, nó cũng tương đương như Việt Nam, cũng có xuân hạ thu đông, bốn mùa gió rét. Và nhiệt độ trung bình là từ 25 đến 28 độ, rất là phù hợp với lại cái thể trạng và cái sự phát triển của người Đài Loan và của người Việt Nam. Về ẩm thực thì cũng xin giới thiệu sơ qua cho các anh chị biết là về ẩm thực của Đài Loan thì nó là một sự kết hợp hoàn hảo giữa Đông và Âu, và nó là một cái thiên đường về ẩm thực rất là đặc biệt. Như tôi đã nói là các cái chợ đêm của Đài Loan nó cũng rất nhiều ở các huyện, các khu dân cư mà đặc biệt là các bạn trẻ là rất thích được đi chợ đêm. Và bản thân người dân Đài Loan người ta cũng rất là thích đi chợ đêm, bởi vì là người ta qua một tuần làm việc vất vả cho thường đấy là người ta hay đi chợ đêm vào thứ bảy chủ nhật, có những nơi thì là thậm chí là thứ sáu có.
Và các anh chị nhìn trên màn hình thì có dân tộc thiểu số người ta cũng đang có những cái làm những cái món ăn truyền thống của người ta. Trên màn hình của chúng ta thì tôi giới thiệu lại về cái vấn đề dịch vụ. Đây, về dịch vụ của Đài Loan thì là đứng đầu về thế giới về giao thông, rồi về các cái thông tin thì wifi thì miễn phí trên khắp các cái thành phố, hệ thống các cái cửa hàng tiện lợi khắp cả nước, mọi thứ thanh toán thì đều bằng các cái thẻ ID hoặc là EasyCard. Khi mà sử dụng các cái dịch vụ này thì chúng ta rẻ rất nhiều. Ví dụ như là chúng ta đi tàu xe và chúng ta mua một cái thẻ card 14-15 khoản, 14-15 đồng, thì nếu chúng ta sử dụng những cái thẻ dịch vụ này nó chỉ còn có thể còn 10-12 đồng thôi. Đấy, cho nên là cái thẻ nó rất là phổ biến trong tất cả các loại dịch vụ ở Đài Loan. Ví dụ đi tàu, đi xe hoặc là mua bán hàng hóa trong cửa hàng tiện lợi. Trên đây là tôi cũng vừa giới thiệu qua về hệ thống công ty kiểu tư của chúng tôi và giới thiệu qua về cái nền văn hóa cũng như là cái xã hội Đài Loan. Thế thì sau đây thì tôi sẽ mời thầy giáo viên trường Kinh Quốc giới thiệu về trường. Mời các quý vị đại biểu cũng như các em sẽ chúng ta đi với thầy.
tổ chức nhóm khoa sức khỏe là nền tảng phát triển, chia làm 3 nhóm ngành nghề đại học là chăm sóc sức khỏe, nhà hàng, khách sạn và du lịch, ứng dụng dân sinh, nhà hàng, khách sạn và du lịch, khoa quản lý ẩm thực nhà hàng, khách sạn, khoa thực phẩm và khoa học sức khỏe, khoa du lịch giải trí và sức khỏe, khoa quản lý ẩm thực nhà hàng, khách sạn. Mời rất nhiều chủ quản cấp cao trong dưới nhà hàng, khách sạn đến giảng dạy, hợp tác với hàng trăm ngành nghề liên quan đến nhà hàng, khách sạn. Những gì sinh viên học được khi thực tập ngoài trường đều là những kiến thức cần thiết trong ngành sau khi tốt nghiệp. Khoa thực phẩm và khoa học sức khỏe kết hợp kỹ thuật chế tạo thực phẩm, chăm sóc sức khỏe với kinh nghiệm thực tiễn kiểm nghiệm vệ sinh. Những học sinh ở xa có thể sử dụng ký túc xá sinh viên, trung tâm hoạt động sinh viên để các bạn sinh viên giải trí thư giãn, thư viện cho các bạn nhận sách và xem phim, sân vận động Hồ Sơn giúp thúc đẩy sức khỏe thể chất và tinh thần, để bạn có cuộc sống sinh viên đa dạng và phong phú. Lựa chọn Trần Chi Cố, học kỹ năng hàng đầu, kết duyên cùng Chi Cố, tìm việc chẳng phải lo. Sự lựa chọn tốt nhất của bạn, chào mừng sự gia nhập của bạn. Học viện quản lý và sức khỏe Chi Cố. 现在我大概来介绍一下学校的背景。我们学校在大台北，台湾的北部。呃，就那啊，台北。离很近，大概20分钟就可以到了。呃，广，大概距离我们一模，我台湾呢，也广25分钟。 目前学校有专车可以到台北，直接在校门口可以搭车。 từ chỗ trường mà tới đây thì có thể sử dụng bằng cái xe hoặc là cái hệ thống xe hoặc là xe buýt ạ. 好，那这几个地方就是台北主要的，包含像111、台展览馆、小巨蛋都在学校附近，30分钟就可以到。 Các trung tâm thương mại Đài Bắc và triển lãm Lam Cả và thi đấu thì khoảng độ 30 phút đi xe. Cho nên là quý vị đại biểu có thể, các em học sinh có thể tới đó xem hoặc là tham gia các cái buổi biểu diễn ở bên ở trong cái khu vực này. Đây chính là đại khái các bạn hiểu biết về Chi Nhổ và Bán Chi. 这个是基隆的一个母港，我们本身是一个游轮的母港。 好，那这边是基隆的夜景。这里呢，库台福哥隆，它是一个台福港，边西北的台湾。那像这个就是台湾很有名的基隆夜市，庙口的夜市。这边的庙口也真有名的库台福哥隆呢。然后还有包含像这个，这个各位应该有看过吧？这个就是珍珠奶茶，然后鸡排。我想这个在如果大家对台湾有印象，这个都是台湾著名的美食。对，有不少那些ẩm thực nổi tiếng của Đài Loan là có珍珠奶茶và cái tiếng Việt của chúng ta là trân châu, là trà sữa trân châu và cái món gà rán. OK， 好，那是基隆学校附近。那我们学校成立已经到现在55年的历史了。Về lịch sử thành lập trường Vinh Phúc thì đến nay đã được 55 năm rồi, kể từ năm 1967 đến nay. 以下各位大概了解一下学校校园环境。 Và hôm nay chúng ta sẽ được xem về cái môi trường của trường này. 这个还有关学校运动中心、育婴教室。 Có các cái phòng luyện tập và cái phòng gym. 然后还有包含像撞球，哇，还有房啊，
hay là xem桌球, các cái phòng thể thao bóng bàn rồi là bóng OK，好，那这是学生的宿舍，我们女生宿舍是四人一间，学生的宿舍是四人一间，男生是五个人一间，5人房，包括5人房，那学校的政策是第一年来学校住宿是不用钱的，当天一开始到学校的时候是免费，我们的宿舍里面有附这些环境哦。当部分网络可以上网，然后也有一些洗衣机，然后卫浴设备这些都有。như các bạn đã nhìn trên màn hình ấy thì trong trường ký túc xá thì có rất nhiều các cái trang thiết bị, ví dụ như là wifi này, rồi phòng sách này, rồi các cái thiết bị sử dụng để cho các bạn sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như là máy giặt, máy nước nóng, máy hút ẩm. 那这是我们的课程设计。 đây là cái khóa học của chúng ta, cái chương trình khóa học của chúng ta. 因为各位来报名的是产业专班, 产学合作班。 产学合作班。 就是专班，就是专门的开班。 chúng ta nhìn trên màn hình này có những cái nào? 中班，中班，中班，中班。那，就他搞各个专业的班。OK，所以你们在学校上课的时间是两年。学校上课两年。学校在学校上课两年。就他那个嘛，就好嘛，正好还那么。在校外实习也两年。校外的实习。 在外面上，就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 在
À, em xin lỗi, tại vì là nó có một cái từ, một số từ chuyên ngành trong cái những cái môn học ấy, thì em xin được nói lại là thầy vừa có nói thì là trong 4 năm chúng ta đi học ở Đài Loan thì chúng ta chỉ có về trường học 2 năm, và 2 năm đấy thì còn 2 năm còn lại là chúng ta sẽ đi ra ngoài trải nghiệm và thực tập, cũng như là chúng ta đi làm ở bên ngoài hưởng lương. Với cái mức lương là mức lương tối thiểu của Đài Loan quy định, ví dụ như đối với các bạn sinh viên đại học thì lương sẽ là bao nhiêu tiền một tháng ấy, thì là các bạn cái 2 cái năm của chúng ta đi ra ngoài học tập trải nghiệm bên ngoài là chúng ta đi ra ngoài làm và chúng ta tự hưởng lương không liên quan đến trường, nhưng chúng ta vẫn phải đóng học phí bởi vì chương trình học của chúng ta là 4 năm. Đấy, nó có sự khác biệt là như vậy. Okay. 那这是一般在台湾学生要付的学费。 À, bây giờ thầy nói thêm về cái phần học phí của trường. 那可是各位，因为是属于专班同学。 À, đây là lớp mà chính phủ Đài Loan mới đưa ra được 5-6 năm nay gọi là lớp chuyên ban Tân Hướng Nam vừa học vừa làm. 所以我们整个扣完这些奖学金之后，各位在学校要缴的费用就是这个。第一学期是不用学费。 À, chính vì vậy mà được chính phủ hỗ trợ về học phí khá là nhiều. Ví dụ như là kỳ đầu tiên của năm thứ nhất là nửa năm đấy ạ, thì học phí của chúng ta sẽ không phải nộp đồng nào cả, có nghĩa là chúng ta miễn học phí kỳ đầu. Kỳ thứ hai của chúng ta học phí là 28.000 đài tệ. Từ kỳ thứ ba trở đi cho đến kỳ thứ 8, có nghĩa là mình 4 năm học là 8 kỳ, thì trong cái kỳ thứ 3 trở đi ấy, thì theo học phí quy định của trường là hơn 50.000, các bạn được giảm trừ. Thì từ kỳ 2 là chúng ta đóng 28.000 và kỳ 3 trở đi chúng ta đóng sẽ là 44.000 đài tệ, và chúng ta nhân với tỷ giá là 80 thì sẽ ra là số tiền Việt chúng ta cần đóng. Ví dụ là 28.000 đài tệ nó tương đương khoảng tầm 22 triệu tiền Việt thì phải, 23 triệu tiền Việt ạ. 你就是大概打七五折。 Chúng ta mỗi kỳ học
trừ cái kỳ đầu là chúng ta được miễn 100%, kỳ thứ hai chúng ta đóng một nửa, từ kỳ ba trở đi thì chúng ta được miễn giảm 25% học phí, còn chúng ta phải đóng với số tiền hiển thị trên màn hình. 所以我们帮同学大概算过，如果各位从越南到台湾。 包含就业、包含工、念书跟这个打工之后，你们大概可以省下的大概将近24万5千多元的台币。đối với lại nhà trường mà tính tại cái mức tiền lương mà các bạn kiếm được ấy, thì sau 4 năm học của chúng ta có được khoảng cái nhân tỷ giá số tiền kia là 245.000. Dạ. Đại khái là 1.500.000 yên tệ. Thì được khoảng tầm chúng ta nhân với tỷ giá 80 thì nó sẽ là khoảng tầm 200 triệu nhỉ? Nam nữ sinh, đại khái chính là chăm chỉ, sau một tuần 1.300.000. Nữ thì bởi vì là nhà trường tính theo cái mức độ nữ, cái nhất là các bạn nữ sẽ tiêu nhiều hơn một cái, thứ hai là các bạn nữ ở ký túc xá là 4 người một phòng đắt hơn các bạn nam một chút, là các bạn nam ở là 5 người một phòng, thế nên cái số tiền của các bạn nữ kiếm được bằng kia nó ít hơn so với các bạn nam một xíu. 那各位来到台湾一个半月之后，就可以申请工作证。 Đối với chúng ta đi du học Đài Loan thì là sau 1 tháng là chúng ta sẽ có thẻ cư trú, và sau nửa tháng tiếp theo có nghĩa là tổng là 1.5 tháng, mình tính là 45 ngày, là các bạn đều có thẻ cư trú và thẻ đi làm. Thẻ làm việc đấy. Bình thường sau giờ làm việc, 1个礼拜 có thể làm công 20个小时. Bình thường theo quy định của luật pháp Đài Loan thì 1 tuần năm đầu tiên nhé. Mới sang là chúng ta 1 tuần không được phép làm quá 20 giờ đồng hồ. Đó là theo quy định. Mặc dù vậy nhưng mà thực ra sinh viên Việt Nam trong đấy mục đích chủ yếu là chúng ta phải kiếm tiền. Chính vì đa phần các bạn sẽ làm quá giờ cái tờ quy định. Thế nhưng theo quy định thì nhà trường vẫn phải thông báo với các bạn rằng là 1 tháng chúng ta không được làm quá 20 giờ đồng hồ. 那如果是那个放假日的时候，寒暑假可以打工40个小时，一个礼拜，一个星期40个小时。 Đối với lại kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông, ở bên đó là sẽ có kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông. Chúng ta một kỳ là 6 tháng, nhưng thực tế chúng ta đi học chỉ 4 tháng cho đến 4 tháng rưỡi. Còn lại là sẽ là nghỉ hè và nghỉ đông. Và đến những cái kỳ nghỉ hè, nghỉ đông, nghỉ Tết thì chúng ta đi làm không hạn chế số giờ làm việc. 那也就是因为这样，我们帮各位大概换算的费用，将近可以存一很大一笔钱，在这4年之内。而其实吧，mà nhà trường có tính đến rằng là nếu như mà chúng ta chỉ làm theo đúng quy định mà nhà nước Đài Loan, chính phủ Đài Loan người ta yêu cầu thì sau 4 năm học thì chúng ta có thể tiết kiệm được khoảng tầm 200 triệu, đấy là theo đúng quy định. Còn nếu như mà chúng ta làm thêm nhiều hơn nữa hoặc kỳ nghỉ hè thì đông mà chúng ta tăng ca nhiều hơn nữa thì chúng ta đi làm nhiều thì chúng ta sẽ được hưởng nhiều. Thầy cảm ơn và rất vinh dự rằng hôm nay ngồi đây có thầy hiệu trưởng của hai trường cũng như là rất nhiều các bậc phụ huynh đến đây tham dự cùng nghe. 我们学校对学生的照顾是非常用心的。 rất quan tâm và cũng rất vui khi có ban giám hiệu của các trường cũng như là các bậc phụ huynh ở đây, bởi vì là để thầy cũng thấy rằng là phụ huynh quan tâm đến chương trình hoặc là phụ huynh mong muốn con em sang đến đại học đến trường, khẳng định rằng là trường sẽ chăm sóc tốt các em khi các em sang đến trường. 这边举一个例子，在两三年前的这一个 COVID-19。 Ở đây là trong cái quá trình mà dịch bệnh bùng phát đối với lại cái dịch bệnh Covid-19 thì đây là những minh chứng là trường chuẩn bị những phần quà, những suất ăn, những đồ dùng cá nhân cho các em sinh viên đang học tại bên đó cái thời gian mà bị giãn cách xã hội. Chúng ta đi lại Đài Loan phải cách ly 7 ngày. Và đặc biệt là học sinh nhập cảnh thì là lại còn phải cách ly 7 ngày. Cái thời trước khi mà dịch Covid-19 nó bùng phát thì đối với du học Đài Loan thì chưa bị dừng lại năm nào cả, kể cả Covid có xảy ra thì vẫn có nhập cảnh, nhưng các bạn phải cách ly 7 ngày. 我们学校就会帮学生做爱心关怀包。 Và gì ạ? Trường sẽ chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho các bạn trong 7 ngày cách ly đó. 所以在这7天的饮食都不用花太多心思，学校都帮他们准备好好，而且特别会计算到他们被
隔离的饭那个饭店。ba ngày đấy thì là những cái năm đấy cách ly là không phải cách ly được cách ly tại nhà đâu mà phải cách ly ở khách sạn, mà mỗi địa chỉ khách sạn thì lại phải đủ yêu cầu cách ly thì mới được phép cách ly, và trường đã gửi quà đến tận tay từng học sinh ở những cái địa chỉ cách ly là khác nhau để các bạn qua được tới ngày cách ly đó. 这就是我们越南来的同学收到关怀包的时候，那个照片给我们看的情形。Đây là những bạn mà sau khi trường phát quà đến thì các bạn nhận được và các bạn chụp ảnh và gửi hình ảnh về cái trường. 我们平常我会帮同学办蛮多活动的，包含这个是在学校里面带同学组水饺。Trong trường thì có rất nhiều hoạt động để hỗ trợ các em học sinh sinh viên. Và đây là những cái tiết học của ngành nhà hàng khách sạn khi mà mình có thể học thực hành tại các phòng mô phỏng của trường. 那还有上课的时候，这个就可以参与运动、体育活动，像打撞球。Ngoài ra thì trong ngoài giờ học ra thì chúng ta cũng có thể tham gia những cái môn thể thao hoặc là những môn chơi ví dụ như là VR hoặc là bóng rổ. 前阵子我们学校还举办了羽毛球比赛，这是同学参加羽毛球比赛的照片。 À, và gì ạ, trường cũng đồng thời cũng có tổ chức những cái cuộc thi cho các em sinh viên. 那我们也安排同学去打工的时候，会请雇主来学校跟同学面谈。 À, và gì ạ, sau khi các bạn nhập cảnh vào Đài Loan, sau một tháng thì mình có thể cư trú và thể đi làm, thì trường sẽ mời các đơn vị, các doanh nghiệp, các khách sạn 5 sao đến trường để phỏng vấn các em và hỗ trợ các em sắp xếp kiếm việc làm. 这是同学寒假要出去打工的时候。 我们要请老板来学校跟同学面谈的过程。啊， đây là những cái buổi mà bên các đơn vị người ta đến để phỏng vấn học sinh, để nhận học sinh đến các đơn vị để làm nha. OK, 好，那我们看一下这一张。各位在经过4年的学习过程中，你可以有这些收获。 À, sau 4 năm học tại trường Kim Quốc thì chúng ta nhận được cái gì? Cái nhất là mình có thể nhận được những lợi ích sau. 第一个取得大学的文凭，啊，我们得到了一个棒的哈。第二个学到专业的技能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 
thi được chứng chỉ tiếng Trung, nhận được cái vốn tiếng Trung để sau này chúng ta có thể ở bên đấy chúng ta áp dụng hoặc về Việt Nam chúng ta kiếm một công việc khác tốt đẹp hơn. 我想各位今天来这边听讲，其实是一个很好改变人生的一个阶段。 Thầy hy vọng rằng là sau cái buổi ngày hôm nay thì hy vọng sẽ có những bạn sau này sẽ thay đổi cuộc sống của chính mình trong cái quá trình sau 4 năm học đại học tại trường. 那在座的家长也可以放心，我们会把学生照顾得非常好。 Và cũng báo cáo với các vị phụ huynh là yên tâm rằng trường sẽ luôn luôn quan tâm và chăm sóc các em thật tốt. 好，那也希望同学在这4年之内，经过这些学习之后，能够对人生能够得到很好的加分机会。 Thầy hy vọng rằng sau 4 năm học tập thì chúng ta tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn. 这个是我们班同学去一一一 逛的时候，让他们拍照的照片。 Đây là trong những cái tiết học đối với là những ngày nhà hàng, khách sạn, du lịch thì trong những môn học ngoại khóa thì có đi nước chỗ nọ chỗ kia để chúng ta thực hành, chúng ta được giao tiếp thì là trường thường hay tổ chức cho các bạn. Ở đây là hình ảnh khi các bạn đi toàn những cái muốn tập. Đây là nhóm học sinh là mới nhập cảnh tháng 10, giữa tháng 10 vừa rồi. 他们都已经很融入台湾的生活了。 Và bây giờ đã dần quen được cuộc sống tại Đài Loan. 而且大部分同学已经开始在工作了。 Và cũng đa phần các bạn đã có công việc ổn định đi làm rồi, kiếm tiền rồi. 也在学华语。 À, ngoài ra thì các bạn cũng đang khá là nỗ lực học tiếng Trung. 所以各位应该可以放心，让同学来我们经过这边就读。 Chính vì vậy mà các vị phụ huynh cũng như các em học sinh yên tâm khi nhập học từ trường Kim Quốc. 好，那以上是我针对学校的报告。 À, vừa rồi thì thầy có chia sẻ một số thông tin về trường Kim Quốc. 好，谢谢各位。 À, cảm ơn các bạn đã theo dõi và chia sẻ. 好，那接下来我们有两个针对专业系科，我们有两个。
trên tay các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh thì là có trường có phát tờ rơi, và trên đấy có hai khoa, một là khoa nhà hàng khách sạn, hai là khoa ẩm thực thực phẩm, thì chúng ta có thể tham khảo thêm ở trên cái tờ giấy đó. OK, 那我们先 请那个张老师来跟各位说明这个餐饮组。 Đây là thời gian thầy là bên khoa nhà hàng khách sạn, thầy sẽ chia sẻ thêm với chúng ta về cái khoa ngành nhà hàng khách sạn, chúng ta học những gì và chúng ta làm việc ở đâu, lương bao nhiêu thì thầy sẽ chia sẻ thêm. Xin chào, ni hao. Xin chào, xin chào. Ni hao. 大家好，啊，新加坡的人，我叫张志明，啊，台北呐，台张张志明，我今天啊，帮我们学校的餐饮厨艺专班来跟各位做一个介绍，啊，台的台就是挂我挂牙，跟上台好面去过，本来我跟我弟弟在台介绍，我说兄弟，你刚嗯，台哥，我伊拉父辈，把咱老师，那我自己。 带越南学生已经四年了，现在要毕业了，一月份要毕业了。 Thầy thì bắt đầu tiếp nhận lớp học sinh Việt Nam mình là 4 năm trước và năm nay là các em học sinh ấy đã tốt nghiệp ra trường rồi. 所以很多学生有什么问题，你们如果说担心未来在台湾被学习上遇到困难，或者说生病了怎么办，你都可以问我。 我们老师都会带学生去看病、看医生，申请工作证，都会老师们自己会带学生去。请问，上五年 được học hỏi và rút ra nhiều kinh nghiệm thì đối với các sinh viên Việt Nam bây giờ nhập cảnh vào trường thì thầy biết làm thế nào để chăm sóc các em, biết thế nào để cho gia đình phụ huynh yên tâm và biết thế nào để hỗ trợ em trong công việc cũng như là vấn đề ví dụ như là đi làm thẻ cư trú, thẻ sinh viên, thẻ bảo hiểm. Rồi thẻ làm việc thì trường bây giờ cũng khá là dày dặn kinh nghiệm rồi. Vậy nên, hôm nay là cùng đa gia nói nói tại sao chọn của Trung Quốc ha, ăn uống chuyên ban, ăn uống chủ yếu là 6 cái quan trọng nhất đại lý. Và bây giờ thầy sẽ chia sẻ tại sao mà chúng ta lại nên học ngành nhà hàng khách sạn của Học viện Kinh Quốc. À, chúng ta sẽ cùng nhau giảng giải lại được ha. Thứ nhất 啊，我们系是最有爱心啊，有耐心照顾学生的系啊。啊，大三我们大来，然后关于呢，你就是定在留留天的，就是有老有幼的，有一个关，各班同学。好，所以同学们，你们在生活上，比如说生病了要看医生，然后呢，东西没有了，衣服，天气冷要买衣服。 好，或者说要去外面去游览，像去101动物园啊，我们都会带同学们去，然后也会办很多烤肉活动啊，运动比赛、排球比赛、足球比赛这些。 Đối với 4 năm qua thì những bạn học lớp chuyên ban thì nhà trường hỗ trợ ví dụ như là nhiều bạn khó khăn hoặc là cần nhà trường hỗ trợ đi mua đồ, mua quần áo hoặc là đưa các bạn đi khám bệnh cũng như là một số dịch vụ khác ví dụ như là đi làm thẻ cư trú, thẻ sinh viên hay là thẻ làm việc thì nhà trường luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ. 那还有同学们到台湾，最重要的就是居留证，跟工作证。 那我们老师也会协助同学自己带同学去办理，所以同学不用担心。 Đặc biệt là trường luôn luôn hỗ trợ cái quan trọng nhất thì chúng ta nhập cảnh vào Đài Loan học tập thì cái thẻ cư trú cũng như là thẻ làm việc của các bạn là hai cái đầu tiên của chúng ta cần làm để nhanh chóng chúng ta có chúng ta sẽ khi sau khi có thẻ chúng ta có thể đi làm. 那刚刚那个庄老师有说，你们在念书的时候。 一个礼拜可以打工几个小时，有没有同学记得？ À, vừa rồi thầy Trương có nói sơ qua thì không biết là có ai nhớ được rằng là đối với năm đầu tiên ấy, thì là chúng ta đi sang đấy học ấy, thì một tuần chúng ta được đi làm thêm bao nhiêu tiếng không ạ? Có thể chị là bao nhiêu sông nhỉ? Có ai nhớ không ạ? Ai nhớ sơ tay thầy có phần quà nhỏ nhỏ nếu trả lời đúng. Nói nghe. 20 cái giờ. 20 cái giờ. 哦，答对了，恭喜。
Sẽ có phần quà nhỏ tặng em. Chia sẻ. Đúng rồi, đối với lại năm đầu tiên các bạn thì làm tuần chúng ta theo quy định là chúng ta chỉ được làm 20 giờ. Mặc dù vậy nhưng mà thực ra Việt Nam mình thì sang đến chủ yếu mục đích là phải đi làm kiếm tiền nữa. Vì vậy mà các bạn thường sẽ làm quá giờ đấy. Và phải làm quá giờ thì chúng ta có thu nhập để gửi về gia đình. Còn nếu chúng ta đi làm mà chỉ đủ cái số giờ như vậy thì số tiền chúng ta kiếm được khá là ít, không có dư giả nhiều để gửi về cho gia đình được. Đà công, đại gia 知道最重要做什么事情才能打工吗？在台湾有没有人知道？có ai biết được rằng là trước khi mà chúng ta muốn đi làm thì chúng ta cái quan trọng nhất chúng ta phải làm thế nào không ạ? 回答了有奖品，有没有同学知道在台湾打工有两件事情要做才能打工？那chúng ta cần làm cái gì trước khi chúng ta muốn được đi làm? Thẻ gì ạ? 知不知道？thẻ gì ạ？thẻ cư trú và thẻ好，讲讲看。OK， 麦，您在哪？我要去留证。去留证，还有表。工。学中文了。好。那我给你，那给你，你工作证，给你拿，好吗？要工作证，还要体检，体检。嗯。và thưa các bạn đấy, trước khi chúng ta đi làm đấy.Chúng ta thêm một cái động tác nữa là chúng ta còn phải khám sức khỏe. Khám sức khỏe thì chúng ta, người ta thấy sức khỏe đảm bảo, chúng ta mới sắp xếp nhận làm. Vậy, xin chỉ công tố chứng, hay là thí chế, hay là một cái là phải đến hàng, đi khai đến hàng, chỉ là chuẩn chỉ chứ. Và gì ạ, chúng ta phải làm thêm cái thẻ ngân hàng nữa.所以这些老师们都会带同学，好，因为外面的所以大家应该学到的哦，你该带的哦，应该就交给你拿，把留给你拿。好，那另外的最后啊，还有课程辅导，好，就是老师们课后都会帮同学多上一些课程。华语不懂的，我们都会多花时间。và đặc biệt là để chúng sẽ sắp xếp cái những cái tiết học của chúng ta đối với năm đầu chủ yếu chúng ta sẽ tập trung vào học tiếng Trung để nâng cao cái trình độ tiếng Trung của mình. 好，那刚刚是照顾学生，我们就看一下哈。这个是我自己班级四年前到台湾的时候，好，一开始我们就带他去台北动物园，好，带全班同学去。就在台北的动物园，所以。đây là cái lớp học sinh Việt Nam đầu tiên khi nhập cảnh vào trường. Thầy nhớ mãi rồi, thầy là chủ nhiệm của cái lớp này, 40 bạn sinh viên Việt Nam và lần đầu tiên là các bạn phải đi đến cái công viên động vật ở gần trường để các bạn đi chơi. Bởi vì những cái bạn mới sang trường rất nhớ nhà, nhớ gia đình nhé. 所以我们让同学来台湾念书，也要认识台湾。好，不只知道那念书，还要知道台湾的文化，要吃的东西，去哪里旅游，好看的广，看的多，啊，这是才，哎，最重要是来台湾的一个目的，哈。đến Đài Loan ngoài vấn đề học tập thì quan trọng nhất là chúng ta phải được tiếp xúc, được giao tiếp và được va chạm với những cái môi trường. Chính vì vậy mà nhà trường luôn luôn sẵn sàng đưa các em đi chỗ nọ chỗ kia để chúng ta được tiếp xúc và va chạm. 那这几张照片哈，这两张照片都是我们学生在上课的那个跟老师们合照，还有这个是我们自己班上男生同学，帅不帅？Đây là cái du lịch nhà, cái sạn để chúng ta học những môn học. Và đây là những bạn học sinh của trường mà chúng ta nhìn thấy có đẹp trai không ạ? Rất xoay không? Cái này bí của anh cao không? Các bạn đều cao hơn cả thầy. À, nó cái này là cơ trình hướng đạo, tức là giáo học sinh. Họ xa cơ trước khi mà chúng ta có thời gian giáo học sinh cho cái cây quả đeo cơ, cho đàn cao, cho những cái gì. Ngoài những cái tiết học ở trên lớp ra thì các bạn ấy còn tự học hoặc các thầy sẽ dạy thêm những cái môn ví dụ như là cắt gọt trang trí hoa quả cũng như là bánh sinh nhật rồi bánh các loại bánh khác. 那这个是我们学校的校庆运动会啊，我们越南学生就是打扮成穿越南的服饰嘛，传统服饰，对不对？这叫什么包袋吗？啊，đây là các bạn sinh viên Việt Nam tham gia những cái tiết mục của trường, ví dụ như là những cuộc thi múa, thi hát trong trường các quốc gia khác. 啊，做表演，然后全场当天全场都鼓掌欢呼，啊，全场最漂亮的越南学生。
và chúng ta có nhìn thấy là sinh viên Việt Nam chúng ta rất xinh đúng không ạ? 好，那这个是排球比赛。 Đây là những cuộc thi về bóng chuyền, bóng rổ. Đó, nam sinh, nữ sinh đều được quán quân. Đó, đó là khẩu lậu hoạt động. Đây là những buổi dã ngoại và những buổi đi nấu thịt ngoài trời. 那现在我们班同学一月份要毕业了，我上个月带他们去中正纪念堂拍毕业的照片。 Và đây là cái lớp mà của sau 4 năm rồi, đây là các bạn tốt nghiệp rồi đấy ạ. 中间是我看得出来吗？ À, ở giữa là thầy đã còn có hoa màu tím đấy ạ, có hay là màu xanh không ạ? Chúng ta có nhận ra không ạ? Đó, cảm giác sư giảng lão sư mình với học sinh sang cơ hụ đạo, hả, chúng ta chuyên giao cung học sinh, hả. Nên đoàn là, lại học sinh, chúng ta 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 những cái môn học cũng như là cái chăm sóc của nhà trường đối với học sinh, ngoài ra thì chúng ta cũng phải quan tâm đến cái vấn đề học hành nữa đúng không ạ? Là, 那我们系上的老师绝大部分90%来自于业界，好，那像这些都是大饭店的主厨、总经理、GM，然后师傅中餐、西餐。 Trong quá trình học thì chúng ta sẽ học cả những cái món ngoài những chuyên ngành về du lịch khách sạn. Chúng ta sẽ học cả những cái món về những món ăn phương Đông, phương Tây. À, hay là học lý, à, tức là rất nhiều đó là quán ăn, đa khách sạn xuất ra. À, có nghe đến bác sĩ, à, PhD, học vị, à. À, đây là các thầy cô trong trường và tất cả đều đã học tiến sĩ rồi và bây giờ giảng dạy tại trường. 还有我们自己学生毕业之后，也再回来学校教书的也有。 Cũng có những sinh viên đã tốt nghiệp tại trường học lên cao nữa và quay về trường giảng dạy. 那当然也会找外面的专业的日本米其林餐厅的师傅。 Đây là những tiết học về đồ ăn, những món ăn của Nhật Bản. 啊，这些都是专业的大饭店的师傅来教同学们中餐的刀工啊、冰雕啊，或者说日式料理啊。 Đây là những vị sư phụ của các khách sạn năm sao, khách sạn lớn ở bên đó thì sẽ hỗ trợ về trường để dạy thêm những môn chuyên ngành các bạn. 那当然，啊，这个是刚刚看到老师的部分，还有学生表现也很棒，啊，学生表现也很棒。 Các bạn sinh viên Việt Nam đó là chúng ta biểu hiện cũng khá là tốt và các bạn khá là thành công. À, 我们带学生去全世界都进行很多比赛啊，像四年前河内啊疫情之前有办这个厨艺比赛啊，那我们有带越南学生回来也得到了冠军啊，这一位就是越南的同学啊，这是他的朋友。那么，对，在各个国际，中国、外国各地的，就都参加。 Đưa các bạn sinh viên Việt Nam đi tham gia thi đấu và đặc biệt là cái năm mà trước dịch thì trường cũng có từng về Hà Nội và đưa các em sinh viên về Hà Nội để tham gia cuộc thi ở các nước ở tại Hà Nội. 好，那这是去马来西亚，这是台湾的蛋糕比赛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 ，这是台湾的
高比赛，每一年都有得奖。好，这是在台湾选完之后要去德国比赛的。那这个你都得第一参加过第一的吗？好，那这些也都是啊，最近几年得奖的一个情况。有对，我们今天这边的名字叫做梅纳那几个，刚办要比赛就拿很有彩头，里面很有彩头。好，除了有做面包烘焙的黑的。还有这个四九四手米粒，四九四他们知道吗？不知道哈。那喜欢喝酒的 wine 啊，这个是手米粒。wine 对，老师大家好，我们节目的青年人是服务中年人的啥？你请大家好，听听花姐或者男茶师或者我，大家都我上面给电脑，我给青年人讲的啥？好，所以同学们只要好好学习，好好练习，有机会都会带同学出去比赛。机会，我请大家，上帝请大家保证好，请大家看到明天的目标，我请大家能有个目标，请大家明天努力，接着就请大家看到踢球。好，
那接着我们要讲第四个理由，就是我们的课程啊、哦，餐饮的课程很专业，而且很重要的是，我们跟产业节是连接结合在一起的。哦，啊，改观改嘛，那个富贵的该好心才关到多少钱上去啊？这样子我们那个牛的股có những cái mối liên kết ký kết chặt chẽ để làm gì, hỗ trợ các em sinh viên sau khi sang trường sẽ có một công việc ổn định nếu như các em cần sự trợ giúp của nhà trường, báo các trợ giúp của nhà trường hỗ trợ các em kiếm việc làm. 所以我们会安排同学去实习，还有上那个产业课程，好，还有可以去考证照。好，在台湾考证照很重要，对不对？好，我们会让同学去考中餐、西餐、饮料都可以。对，在台湾，哎，在我们学校自己就可以考了。啊，đây sau khi chúng ta được trải nghiệm thực tế thì chúng ta có kinh nghiệm từ phía nhà trường, từ phía các doanh nghiệp, ví dụ các khách sạn lớn hoặc cũng như là các công xưởng, và chúng ta sẽ có được những cái chứng chỉ hành nghề, thì ví dụ như là đối với ngành nào thì có cần chứng chỉ gì thì là phía nhà trường và phía doanh nghiệp sẽ có những chứng chỉ để cung cấp, để cấp cho chúng ta sau này thuận lợi cho công việc chúng ta ở lại một người Việt Nam phát triển. 好，那如果同学有兴趣的话，还可以跟我们台湾学生一起去海外商访会，去巴黎、罗马、瑞士这些，好，我们都会带同学去。ngoài ra thì trường cũng sẽ tổ chức các em sinh viên Việt Nam kết hợp với các em sinh viên Đài Loan để chúng ta đi những cái môn ngành chuyên ngành có liên quan đến vấn đề đi du lịch dã ngoại hoặc là nhà hàng khách sạn tàu bếp thì các bạn đều cùng nhau đi học hỏi đi trải nghiệm ở các khách sạn bên ngoài. 好，这个就是我刚刚有提到，我会带同学考证照、上课，有中餐、西餐、烘焙、饮料、餐服这么多，好，大家看一下。Thầy, đây là những cái mà thầy vừa nói qua rồi đấy ạ, là chúng ta sẽ học được những cái món phương Đông, phương Tây, rồi là những đồ ăn Nhật Bản, Mỹ, rồi các nước Đông Nam Á, thì trong cái quá trình học chúng ta đều có được học hỏi. 好，我们刚才有提到是两年实习，所以我们去的实习单位不是随便的小店啊，我们要去这种五星级的饭店 ，Five Stars 啊，有君悦喜来登，还有最好的文华东方，还有一些瓦城的连锁餐饮集团，都是在台湾很大很有名的。Để giới thiệu thêm là đối với lại các bạn mà sau năm 1 học tập, năm 2 chúng ta, nguyên năm chúng ta đi ra ngoài, chúng ta đi làm mà không phải về trường học á, thì trong cái quá trình đấy thì nhà trường hỗ trợ kiếm việc cho các bạn, thì thường các bạn sẽ làm ở cái chuỗi hệ thống khách sạn 5 sao ở bên đấy. 好，所以呢，我们在上课之后还有很多活动啊，像我们会帮我们的政府啊，这是蔡英文总统。好，每一年都会去帮他办这个餐会、茶会，都会带同学去参加，所以同学不只是学到，还可以实际的应用，可以看到政府哈，那连续办了十多年了。trong vòng hơn 10 năm trở lại đây thì hàng năm đối với lại các hoạt động của chính phủ Đài Loan cũng như là tổng thống